bạn. Mình tên là Phương Thảo và mình vừa mới được nhận visa vừa mới nãy. Và cảm giác bây giờ của mình rất là mừng nhưng mà cũng rất là rối rắm. Hiện tại bây giờ mình vừa hoàn thành xong chương trình cao đẳng ngành tiếng Anh giảng dạy. Và mình sẽ qua Mỹ du học ngành truyền thông. Và sau đây mình có một vài kinh nghiệm muốn chia sẻ với các bạn. Mong là có thể giúp được các bạn cho những buổi phỏng vấn sau. Thật ra thì mình phỏng vấn đây là lần thứ hai. Và nói chung là mình làm hồ sơ thì cũng từ đầu tháng 1, 2015. Nhưng mà nói chung là cũng có rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà chị Kim với chị Phương thì luôn giúp đỡ mình. Và cũng nói chung là luôn bám sát, luôn sát cánh với mình. Nên mình cũng đỡ bị bỡ ngỡ. Mình không có gì hiểu, không có cái gì không hiểu thì mình có thể hỏi hai chị. Và mình chọn Mỹ du học thì mình có gì bên đó. Và mình cũng muốn có tương lai sáng sủa, tương lai cho gia mình và cho cả ba mẹ của mình. Nên mình muốn qua Mỹ du học. Và ngành của mình là ngành truyền thông. Và mình nghĩ là mình chọn ngành này thì mình nghĩ là nó hợp với tính cách của mình. Mình thích cách thì thích bay nhảy, không thích ngồi một chỗ. Nên không thích làm công việc văn phòng hay gì đó. Nên mình muốn làm truyền thông thì mình có thể đi lấy tin hay là đại loại như vậy. Khi làm hồ sơ ở Tân Đại Dương thì lúc đầu thì mình rất là bỡ ngỡ, không biết gì hết. Nhưng mà cũng may có chị Kim và chị Phương giúp đỡ cho mình. Và cũng đốc thúc mình, cũng khảo bài cho mình này nọ. Rất là lo hồ sơ của mình rất là kỹ. Và nói chung là có tin tức hay gì đó là cập nhật báo cho gia đình, báo cho mẹ mình và mình ngay lập tức. Nói chung là mình làm hồ sơ ở đây là mình rất là hài lòng. Và mình với lại hai chị cũng đã trải qua một cái, nói chung là khoảng quá trình rất là, cũng chắc cũng phải gần một năm rồi. Thì bây giờ mới được nhận visa. Mình rất là cảm ơn Tân Đại Dương và rất cảm ơn hai chị đã luôn không bỏ mặt mình, đã luôn sát cánh với mình, không từ bỏ mình để có thể giúp đỡ cho mình có tương lai sau này. Mình biết Tân Đại Dương qua Facebook và cũng sau đó thì cũng có lên Google sợ trang web này nọ và thấy review rất là ok, rất là tốt. Và nói chung là tiếng tăm của Tân Đại Dương rất là lớn nên mình cũng không có gì lo ngại hết á. Nên mình quyết định chọn Tân Đại Dương để làm hồ sơ cho mình. Trong quá trình học hồ sơ thì mình thì lúc đầu mình cái cảm giác mình xài tiếng Việt nó không có quen á, nên mình xài tiếng Anh phỏng vấn luôn. Và nên mình cảm thấy cái quá trình học và khảo bài này nọ rất là ok, rất là thoải mái, không có vấn đề, không có gì mà stress quá hay gì hết. Chị cũng không có la mình nhiều hay gì đó mà góp ý cho mình không biết cái gì hay không biết trả lời câu hỏi như thế nào thì góp ý. Thật ra thì thời gian này khá bận nên mình cũng vừa gặp chị thời gian gần đây và cũng may là chị chỉ cho mình những câu hỏi mới, giống như là tại sao em muốn chọn bang này để học, mà thì thay những người khác thì có là thời tiết hay là bang này có kinh tế phát triển hay gì đó. Lúc trước nếu mà hỏi câu này lúc trước lần đầu tiên thì chắc là mình không biết hay gì đó, nhưng mà bây giờ thì chị đã chỉ lại, chị có kinh nghiệm thì chị chỉ lại, chị kêu là mình chọn bang vì mình chọn trường đại học cụ thể chứ không phải là chọn là du học là theo bang. Và hôm nay mình vừa mới được hỏi câu đó xong mà mình rất là cảm thấy rất là may mắn. Nếu mà không có chị Kim chỉ thì chắc mình cũng thua rồi. Còn anh Bảo Anh thì anh rất là tự tin. Nói chuyện sau buổi học của anh thì cảm thấy tinh thần rất là phấn chấn, cảm thấy không có ngại ngùng gì nữa hết, nói chung là sùng sục luôn. Nhưng mà thời gian khá bận nên không gặp được anh lần thứ hai. Nếu mà gặp được thì chắc khí thế còn hùng hục hơn nữa. Bây giờ thì mình đã có visa rồi thì mình khuyên các bạn là nói chung là cứ thoải mái đi, có nói chung là đừng có cảm giác phải nhớ bài hay là gì hết. Mình cũng như là không có nhớ gì, cứ thả lỏng hoàn toàn, không có quan tâm người ta gì hết. Đừng có chú ý là cửa này rớt, cửa này đậu hay gì hết. Chỉ mình theo kiểu mình, các bạn thoải mái, tự nhiên, càng nhiều càng tốt. Và mình sẽ đi học vào tháng, khóa học của mình sẽ bắt đầu vào tháng 1. Nên có thể chắc cuối tháng 12 mình sẽ bay. Thì
mình xin chúc các bạn làm hồ sơ Tân Đại Dương sẽ được giúp mình, sẽ được đọc giúp mình. Và em xin cảm ơn các anh chị ở Tân Đại Dương, đặc biệt chị Kim và chị Phương, anh Bảo Anh thì thôi. Và cảm ơn rất là nhiều vì đã giúp đỡ cho em có tương lai tốt đẹp hơn.